Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ review nhẹ về Immortal Wukong, một chiến binh hệ đất cùng Scorpio, ra mắt hồi giữa tháng 6 năm 2024 vừa rồi. Đầu tiên về phần stat cơ bản thì Wukong có bộ stat tập trung chủ đạo và ba chỉ số Attack, Defense và Máu, với 1200 Attack, 616 Defense và 6488 Máu. Stat này mạnh cả về công lẫn thủ, tuy nhiên lại không búp thêm tỷ lệ crit cũng như là sát thương crit. Speed thì cũng không quá nhanh, 102 thôi, tuy nhiên sẽ được hỗ trợ thêm khi vào một chiêu thức các bạn, nên phần lớn cách build cơ bản cho Wukong không cần chú ý đến speed lắm. Về Imprint thì Wukong sẽ cộng Attack cho đồng minh hoặc là cho bản thân, thì điều này thể hiện Wukong có thể là một Bruiser nhưng cũng có thể là một nhân tố sát thương chủ lực cho đội hình các bạn. Chúng ta cùng bàn qua về chiêu thức của Immortal Wukong. Thì Wukong có hai chiêu kích hoạt và một chiêu nội tại, thì mình sẽ bàn về chiêu nội tại trước nha. Nội tại The Immortal One, Wukong sẽ tăng kháng đòn crit và kháng sát thương xuyên giáp lên đến tối đa 50% các bạn, nếu max lên. Và khi bị tấn công nếu không bị crit thì Wukong sẽ tăng attack và speed lên 20%, cộng dồn tối đa 3 lần. Chiêu này buff rất mạnh khả năng tấn công lẫn phòng thủ của Wukong. Với 50% chặn đòn crit, các bạn đã có thể tồn tại với đa số nhân tố sốc sát thương ngày nay rồi. Đằng này Wukong lại chặn thêm những cái đòn sát thương xuyên giáp nữa thì nó sẽ giảm rất nhiều sát thương từ các nhân vật như là Genua nè, thậm chí cả Crow hay là Laia. Chú ý là Wukong vẫn bị phá giáp, có nghĩa là khi trúng buff phá giáp thì vẫn nhận sát thương tăng thêm đúng với lượng giáp bị phá nha các bạn. Ngoài ra mỗi khi Wukong nhận đòn mà không bị crit thì Wukong tự tăng attack và speed lên tối đa 60%. Vì việc tăng attack và speed này xảy ra có điều kiện các bạn, và xảy ra sau khi bắt đầu trận đấu, nên mình nghĩ khả năng cao là 60% này sẽ dựa trên chỉ số cuối cùng, tức là cả chỉ số gốc lẫn chỉ số đồ đạc nó cộng lại, nên chiêu này cộng thêm rất là nhiều chỉ số cho Wukong các bạn. Qua đến chiêu 3 Heavenly Fighter Strike thì Wukong sẽ tự buff attack cho bản thân trong 2 lượt và tấn công đơn mục tiêu, đồng thời stun mục tiêu đó trong 1 lượt. Nếu như attack của Wukong cao hơn attack của kẻ địch thì sát thương sẽ tăng tỷ lệ thuận theo khác biệt chỉ số attack lên đến tối đa là 70% sát thương tăng thêm, và chiêu này không bị ảnh hưởng bởi khắc thuộc tính các bạn. Cooldown của chiêu này cũng rất là ngắn, chỉ có 3 lượt thôi. Ban đầu thì mình nghĩ chiêu này dành cho khắc chế Genua là chính, hoặc là nuốt những cái nhân tố mà máu giấy nguy hiểm bên team địch. Tuy nhiên trong thực tế thì sát thương chiêu này rất là ấn tượng khi đập các tăng cờ các bạn. Đặc biệt nếu như các bạn full stack được nội tại á, thì một đục của Wukong có thể gây ra trên dưới 23-25.000 sát thương, thậm chí có thể cao hơn nữa nếu phối hợp với lại Conqueror Lilias hoặc là Sifantam Buritis. Tất nhiên là không quên tặng kèm một cái stun nếu không tiêu diệt được kẻ địch. Chiêu 1 Swing, Wukong sẽ xoay gậy và tấn công toàn mục tiêu, đồng thời búp khiên cho bản thân. Nếu không phải lượt đi của Wukong, ví dụ đòn counter attack hay dual attack, thì Wukong chỉ tấn công đơn mục tiêu và búp khiên thôi. Các bạn có thể dùng một cục lửa để soul burn tăng sát thương đầu ra. Chiêu này chủ yếu dùng để quét địch và dọn dẹp, đồng thời búp khiên để tăng khả năng sống còn cho Wukong. Sát thương ban đầu sẽ không to lắm các bạn, nhưng về sau khi stack được nội tại á, thì những cái đòn xoay gậy của Wukong đánh cũng rất là rác. Nhìn chung cách combo cơ bản của Wukong là dùng chiêu 3 mọi lúc có thể. Tuy nhiên trong một số trường hợp bên địch có immunity hoặc là có khiên quá dày á, thì Wukong có thể chờ để tích stack nội tại rồi mới chơi chiêu 3 để có thể nuốt được tăng cờ. Với bộ chiêu thức như trên, hiện nay Wukong là một trong những nhân vật dùng rất nhiều trong PvE lẫn PvP luôn các bạn. Về chức năng PvE thì Wukong hiện tại là một trong các nhân vật đi drift team đất tốt nhất, vừa tăng tốt vừa gây sát thương tốt. Ngoài ra vì đánh AoE nhiều nên Wukong có thể dùng trong hình Azimanax 13 nè, Banshee 13 nè, hoặc là đánh những con boss raid như là Vera hay là Julevi Kelso, hoặc là những map mà cần nhiều đòn đa mục tiêu hoặc cần soul burn như là con boss Zio chẳng hạn, Wukong vẫn có thể tham chiến, hoặc thậm chí là có thể dùng Wukong để farm map luôn. Do vậy theo mình Wukong là một nhân vật PvE khá là đa dụng. Đó là PvE nha, còn PvP bản thân Wukong cũng không hề kém cạnh các bạn. Thậm chí mình nghĩ Wukong có thể leo lên đến những cái tier rất là cao trong meta thời điểm hiện nay. Ít nhất là ở những mốc rank thấp thì mình chỉ mới master thôi. Không dám nói là rank cao, nhưng mà ở rank thấp thì Wukong đi PvP rất mạnh các bạn. Wukong này có thể đi arena nè, guild war, thậm chí cả real time arena, đi cả team công lẫn team thủ luôn, nhưng mà có vẻ sẽ ưu tiên team tấn công hơn bởi vì các bạn có thể điều khiển được cái chiêu 3. Ưu điểm của Wukong á là không có quá kén đội hình, đồng thời có sức bền rất là tốt. Các bạn có thể dùng Wukong với team Cleave hoặc là team Bruiser đều được.
Chỉ chú ý là ban đầu Wukong chưa có tích nội tại, nên nếu cleave thì các bạn phải support kỹ lưỡng hơn một chút xíu. Tức là buff attack nè, xong rồi có thể phối hợp buff crit dam hay là buff rage, buff vigor gì đó, buff nhiều lên một chút thì cái đòn quét đam mục tiêu nó mới mạnh lên. Trong đội hình thì Wukong giống như một trái bom nổ chậm á các bạn, kiểu như là muốn tiêu diệt rất là sớm, nhưng mà cũng khá là khó khăn vì không chắc là khi đánh Wukong rồi nó có crit được hay không. Bởi nếu không crit là coi như các bạn cúng stat cho hero này, mà cúng đến tận 20% mỗi lần lận. Và một Wukong full cộng dồn nội tại có thể nút bay màu tăng cơ là chuyện bình thường nếu bên địch không có các hiệu ứng giảm sát thương. Và tất nhiên là các đợt quét chiêu một của Wukong khi đó cũng kinh dị không kém các bạn. Tuy nhiên thì để đối đầu Wukong không hẳn là không có counter. Trong game thì vẫn có thể counter bằng các thể loại debuff hoặc là bằng những nhân vật mà đánh chắc chắn crit. Những cái debuff như là thiêu đốt hoặc là Venom nè, hoặc là những debuff khống chế như là Stun Sleep và những công cụ hữu dụng để đối đầu với Wukong. Các nhân vật creep như là Moonlight Ken, Moonlight Bellona hay Ravi cũng là những lựa chọn tốt. Đặc biệt là Ravi mới bắp lên thì trở thành gần như là counter cứng Wukong luôn. Thì nhìn chung là trong PvP tại thời điểm này thì Wukong đang có một cái vị trí khá là cân bằng và nó hơi nghiêng về cái phía là nhân vật mạnh. Còn đến khi New Moon Luna ra mắt thì mình chưa biết ha, tới lúc đó tính tiếp. Còn bây giờ thì PvP vẫn đang rất tốt các bạn. Với bộ chiêu thức như trên thì các bạn có thể build Wukong theo nhiều cách. Ở trong đó có một cách mà mình thấy có nhiều người sử dụng thì mình sẽ trình bày cái cách đó thôi ha. Đầu tiên là các bạn để ý nâng máu lên khoảng 14-15 ngàn máu. Nếu các bạn thấy không yên tâm thì có thể nâng đến 17-18 ngàn máu cũng được, tùy nhu cầu thôi. Nhưng mà các bạn nâng nhiều máu lên thì sát thương nó sẽ giảm xuống thôi, các bạn phải hy sinh. Thì tùy các bạn cân nhắc. Defense thì chỉ tầm khoảng 1000-1001 là được rồi, các bạn không cần phải đến mốc Bruiser 1005 đâu. Bởi vì bản thân Wukong đã có chiêu thức sinh tồn là giảm crit và giảm sát thương đòn xuyên giáp rồi. Attack thì các bạn vẫn nâng lên khoảng 3500-4000, bởi vì Wukong lấy sát thương từ attack. Sau khi có máu dev attack rồi thì các bạn nên nâng crit chance crit dam. Crit dam thì chỉ cần 250% là được các bạn, và crit chance càng gần 100% càng tốt. Tại sao lại ưu tiên attack hơn là crit dam? Bởi vì cái nội tại của Wukong sẽ cộng dồn cho attack, cho nên các bạn chú ý nâng attack cao lên một chút thì về sau Wukong tích đủ nội tại nó sẽ cộng dồn rất là nhiều attack các bạn. Còn các bạn nâng crit dam lên thì cái lượng attack cộng thêm nó lại không có bằng, nên mình nghĩ là nâng attack nhiều nó sẽ tốt hơn. Và chỉ số cuối cùng cần quan tâm chính là speed. Thì thông thường để an tâm các bạn có thể dùng 150 speed, vì sau đó nó sẽ tiếp tục cộng dồn speed lên nữa, cho nên là Wukong có thể đạt được những cái ngưỡng 200, 210, 240 speed gì đó, nên không sợ là Wukong đi chậm. Tuy nhiên nếu muốn tận dụng tối ưu nội tại thì các bạn có thể nâng lên speed 180 đến 200 speed là những cái mốc nên nhắm tới. Riêng bản thân mình thì đang dùng speed 121 thôi các bạn, bởi vì Wukong đang đi đánh Rift là chính. Nhưng mà đi vào PvP thì thấy nó chạy speed vẫn ổn và sóc sát thương vẫn tốt, cho nên mình nghĩ speed này á, các bạn cứ để những cái mốc như là 120, 130 trước, rồi các bạn hãy thử nghiệm, rồi sau đó có thể nâng dần lên đến những cái nhu cầu các bạn cần. Còn lại thì effectiveness và resistance thì không cần up đâu các bạn. Với cái cách build như vậy, set đồ tối ưu cho Immortal Wukong sẽ là set hút máu cho set 4 món. Bởi vì Wukong có kháng crit và kháng xuyên giáp nên cái lượng sát thương mà Wukong nhận được á, nó sẽ kiểu ít ít, nó nhỏ giọt từ từ thôi, chứ không phải là nhận một cục sát thương ngay. Đồng thời các chiêu thức của Wukong cũng gây khá là nhiều sát thương, nên việc dùng set hút máu để tăng khả năng sinh tồn cho Wukong mình nghĩ là hợp lý nhất. Trong một vài trường hợp đặc biệt mà mình không nói đến trong video này á, thì Wukong có thể build speed hoặc là build thuần sát thương đi cleave. Thì lúc đó các bạn có thể dùng set speed hoặc là destruction hoặc là set attack. Nhưng mà những cái trường hợp này á, thì các bạn nên hiệu chỉnh lại chỉ số cho phù hợp với đội hình của mình nha. Thì đó là về set 4 món. Còn về cái set 2 món á, thì các bạn có thể chọn bất cứ set nào thấy phù hợp. Dễ nhất chính là set crit các bạn. Còn về late game hơn thì có set penetration để dặm cái chiêu 3 nè, có set torrent, set immunity, set máu, set death vân vân, đều có thể sử dụng được, miễn là đạt cái mốc chỉ số các bạn cần. Về artifact cho Immortal Wukong á, thì ngoại trừ các bạn chỉ đi PvE, thì chỉ đi PvE Wukong sẽ có nhiều lựa chọn tùy mục đích. Tuy nhiên nếu muốn dùng cả PvE lẫn PvP luôn thì các bạn chỉ nên dùng một trong hai lựa chọn như sau. Cái lựa chọn đầu tiên chính là Rijinguban các bạn, để mà tăng kháng crit cho Wukong, thì cái tăng kháng crit này nó quan trọng nè. Còn tăng tỷ lệ crit nếu không có thì các bạn vẫn có thể bù bằng đồ đạc đúng không? Còn cái kháng crit này nếu không có là toang luôn, các bạn đâu có thể bù được. Thì đó cũng chính là lý do mà có một cái artifact nữa các bạn có thể cân nhắc, chính là Snow Crystal.
bởi vì nó cũng tăng kháng crit cho Wukong cũng là 20%. Thì khi nào cần xài cái nào thì nếu các bạn có stat rất là mạnh thì các bạn nên xài Snow Crystal. Còn nếu như các bạn không có đủ chỉ số crit chance thì các bạn dùng artifact chấn của Wukong thôi. Cái việc có kháng crit với Wukong rất là quan trọng các bạn, bởi vì nếu mà bị crit một phát là Wukong có thể lên đường luôn. Trong khi nếu mà kháng crit được á thì sẽ cộng dồn nội tại cho Wukong. Nên mình nghĩ các bạn cần ưu tiên kháng crit cho Wukong hơn. Trong trường hợp nếu như các bạn không có những cái artifact kháng crit như vậy thì các bạn vẫn có thể dùng những artifact khác. Một sự lựa chọn đáng cân nhắc chính là Victorious Blast các bạn, bởi vì nó tăng sát thương đầu ra cũng như là giảm sát thương nhận vào. Còn nếu các bạn muốn đánh mạnh khả năng phòng thủ thì Vua Valor cũng là một lựa chọn. Đánh mạnh khả năng cleave thì A Symbol Unity nè, hoặc là những artifact như là Project Savior nè, Reload to New Era nè, là những artifact đáng cân nhắc. Về phía Warrior thì không có kháng crit, các bạn có thể dùng những artifact như là Golden Rose nè hay là Seeker Sight để giúp cho Wukong có thể sống sót được nhờ vào việc tăng cái lượng máu hút vào. Không có những artifact 5 sao nữa thì artifact 4 sao các bạn có thể cân nhắc Elfish hoặc là Hellcutter để có thể gây bất ngờ cho bên team địch. Wukong là một chiến binh cung Scorpio các bạn, cho nên các bạn cần chuẩn bị những catalyst như sau. Đầu tiên, rare catalyst là Ericion Carapace, epic catalyst là Black Curse Powder để có thể awaken cho Wukong. Về nâng chiêu thức cho Wukong thì các bạn cần chuẩn bị Sharp Spearhead là một cái rare catalyst nè, cùng với lại Black Curse Powder. Và cái thứ tự nâng chiêu thức á, nếu như hiện tại các bạn chỉ muốn dùng Wukong để đánh Rift thôi thì các bạn chỉ cần max cái chiêu 1 như vậy là được rồi, không cần nâng gì cả. Sau đó có thể up thêm chiêu 2 sau nếu các bạn có thêm tài nguyên. Nhưng mà nếu các bạn muốn dùng linh hoạt Wukong cho nhiều mục đích đó thì mình nghĩ các bạn nên ưu tiên up max cái nội tại này trước. Xong rồi nếu các bạn có dùng Rift thì các bạn phải max cái chiêu 1 tiếp theo rồi. Sau đó thì các bạn nên nâng tối thiểu cái chiêu 3 lên đến cái dòng trừ cooldown này. Nhưng mà mình nghĩ các bạn nên max luôn đi các bạn. Bởi vì Wukong mặc dù có thể build Bruiser được nhưng bản chất vẫn là sát thương chính của team đó. Cho nên là sát thương của chiêu thức vẫn có những cái vai trò nhất định, tốt nhất là các bạn nên max hết. Còn tối thiểu để đi Rift thì các bạn chỉ cần max chiêu 1 là được rồi. Và đó cũng chính là các thông tin review nhẹ về Immortal Wukong. Còn đây là Immortal Wukong của mình, các bạn có thể tham khảo cách build. Cái ý định ban đầu của mình là chỉ build Wukong để đi Rift, rồi sau đó chỉnh lại chỉ số để đi PvP sau. Nhưng mà không ngờ là đi PvP cũng khá là ổn, có thể chống chịu sát thương crit rất là tốt nè, chống chịu sốc sát thương từ Genua cũng rất là tốt và gây khó chịu cho đối thủ rất là nhiều các bạn. Về sau nếu có đồ xịn hơn thì mình nghĩ mình sẽ tăng cái speed này lên nè, và đồng thời là hoàn thành luôn cái set penetration. Hiện tại mình đang xài set tào lao các bạn, chỉ có một cái set hút máu thôi, nhưng mà như vậy cũng đủ để knock out mấy con tăng cờ rồi các bạn. Có lần mình giọng chiêu cuối Lia mà nó đánh tới 30.000 sát thương là các bạn có thể hiểu sức mạnh của Wukong nó như thế nào. Đó là chưa có awaken sao cuối nữa nè, chưa có penetration. Ok, vậy thì nhận xét chung cuộc thì Wukong là một nhân vật mạnh cả PvE lẫn PvP luôn trong thời điểm hiện tại. Sắp tới có New Moon Luna thì mình chưa biết ra sao, nhưng mà mình nghĩ chắc Wukong cũng sẽ không có tụt hạng quá nhanh đâu, bởi vì người ta ban Luna hết mà. Vậy nên tóm lại là bây giờ các bạn có nên summon Wukong trong thời điểm hiện tại hay không thì mình thấy rất nên summon nha các bạn. Thậm chí các bạn mới chơi vẫn có thể summon vì Wukong, nếu không đi PvP thì vẫn có thể đi hình Banshee, đi hình Azimanak được. Rồi sau này các bạn có thể dùng Wukong để đi Raid, đi Rift các kiểu nữa. Ok, hy vọng là clip này sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích trong việc hiểu thêm về Immortal Wukong. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye!